Đây chỉ lớp 7 tới lớp 9 thôi nha. Bây giờ mình thử đi vậy. Thôi bây giờ anh em sung rồi, bắt đầu tắm nước rồi nha. Chảy lao luôn rồi đó. Là còn uống là một tấc bát hot nữa. Mặc tên là lần chạp bắt đầu tôm rồi ca tiếp đây. Hạt lần thì xa chỉ TP. Lần nữa bắt đầu lên tập hiệp thứ hai rồi nha. Và bạn lá dầm cũng bự bự lắm rồi nha. Thơm xin chào tất cả các bạn. Hiện tại đội nhí Võ Lãi đang tập dượt chuẩn bị chơi giải Đồn Ta sắp tới nha, rất đều ha. Rồi dầm cũng sâu lắm nha. Đó. Đây là không cần còi cần gì hết trơn ha nha. Mình chăm chè chăm ấy đấy, mưa tâm hôm nay chứ cặp là hốt đó. Quá đều nha. Thế hệ tiếp nối. Thế hệ mầm mống tương lai của mầm non của buôn web khác. Ở đây là đủ góc quay hết rồi nha. Ở đây là đủ góc quay cho bà con mình xem luôn nè. Ở trên dưới thì có hết. Nhà mình muốn xem góc trái, góc phải gì có hết. Bà con đừng chặt tu sơn an đâu. Vì thằng má có chèn lệ ban ở nữa. Vì có ai nấu thằng nếu về men chở đi lâu được. Bởi chú nào bố đang tu sơn an nè. Các đội đều nha. Này là tập luyện chuẩn bị cho giải Đôn Ta sắp tới Võ Lãi nha. Mình tục mà bên chung nó hàng múc á, này xem Đôn Ta mình được làm cầm thi bò lòng thuộc cho nó mình hồn ôn nó cho ruộng mà. Quá đều rồi nha. Một hiệp này cũng 3 phút rồi nha. Chè bay nụt đây. Mập dầm luôn rồi hả? Mập sạp chỗ ả nè. Nên trong cái là có ổn ổn nào vọt bè bùn nập hẹt nè. Thế đội mầm móng siêu nhí của thế hệ tiếp theo của chùa Bốn Mặt nha. Tẹp rất là đồng nè. Đây chỉ lớp 7 tới lớp 9 thôi nha. Thôi bây giờ anh em sung rồi, bắt đầu tắm nước rồi nha. Chảy lao luôn rồi đó. Là còn uống là một tấc bát hot nữa. Mặc tên là lần chạp bắt đầu tôm rồi ca tiếp đây. Hạt lần thì xa chỉ TP. Lần nữa bắt đầu lên tập hiệp thứ hai rồi nha. Và bạn lá dầm cũng bự bự lắm rồi nha. Đó. Bạn lá dầm này cũng như là một tấc mấy rồi nha.
không có nhỏ đâu ha, lá dầm á, lạp cho nó còn thông đó ngủ anh ta lấy giờ phải cho bay tắt cả lá quên á, còn từ từng phải cho chen mặt tắt bà ta bong thăm sân vũ đức bóng quân nó lên là sân khủng YouTube nè, nên này có bong thăm bằng tòa thêm nó trong cái là có vọt phía bốn phía bóng quân nè, nên này cái gì thằng ngày tiên đập môi là bọc trong cái là có bàn hát bóng quân nè khơi ngày này tức nổ bình nồng cuốn á nè, đó là lại là anh cuối á. Quân Vũ Thơm tôi xin chào tất cả các bạn. Hiện tại thì Vũ Thơm lại cập nhật tiếp tục nè. Vận động viên ngôi chùa bốn mặt. Bữa nay là ngày thứ 11 của anh em vận động viên. Thì nhà mình đang nhìn thấy. Mấy bữa nay thì nước lên là đầy luôn rồi đó cả nhà. Chắc là một hai bữa nó mưa cái này là chắc ngập vàng rồi đó. Hôm nay anh em đến rất là nhiều rồi cả nhà, đầy vàng này. Bọn ôn bỏ vào trong pin cuốn ấy, pin bàn sẽ đọc ấy thì mà dán tật trên nổ canh này ngầm mãi canh này cầm chở anh lớn chở anh lớn ở đây thì cái nhà mình nhìn thấy đủ góc quay ha, bên kia thì cũng quay qua được, bên đây cũng được. Đầu lên nhịp dầm rồi nha, lộn bùng kênh là bữa anh vô bà một anh bảo bố ơi này ta sạc ta tháo ra thôi mày nhớ cô. Hiện tại thì anh em cũng nghỉ giải lao nha, cũng được một hiệp rồi, đang giải lao một chút. Bữa nay cái ngày mình nhìn thấy trời kìa, đèn thui luôn, không thấy mây trắng luôn nha. Lầu trong cái là có cả sọc xâm lạc thì cái này mềm cái cột này nè hạt nè. Sự cũng đến xem mỗi buổi chiều để xem anh em vận động viên tập rồi nha. Thì năm nay thì cũng là một năm giải mở rộng lần thứ 6 tại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đăng cai các nhà. Thì cũng mặt cũng là đội tập thứ 2 tại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng các nhà.